Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Bạch Lộc trong lăng khách đón tin vui dự ồn ào Ninh An Như Mộng bị đắp chiếu vô thời hạn. Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc trong lăng khách lập kỷ lục lịch sử về lượng đặt xem trước. Ninh An Như Mộng với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc trong lăng khách Vườn Tinh Việt đang là một trong những bộ phim được mong chờ lên sóng nhất hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ. Theo số liệu được cập nhật mới nhất, Ninh An Như Mộng đã chính thức vượt mốc 5 triệu lượt đặt xem trước, trở thành bộ phim có lượt đặt xem trước cao nhất trong lịch sử IG từ xưa đến nay. Trước đó, Ninh An Như Mộng vốn đã ấn định lịch lên sóng vào gần cuối tháng 5, tuy nhiên do trục trặc về kỹ thuật, theo như thông báo của nhà sản xuất, nên phim đã buộc phải lùi lại ngày lên sóng. Cũng có đồn đoán về việc tác phẩm nhà IG sẽ ra mắt khán giả vào tháng 6 tới. Song trong danh sách phim được chiếu tháng 6 vừa công bố mới đây, hoàn toàn không có tên của Ninh An Như Mộng, thay vào đó lại là Hoa Nhung do Cục Tịnh Y đóng chính. Điều này đã khiến fan phim cũng như người hâm mộ của các diễn viên vô cùng buồn bã và thất vọng. Còn nhớ thời gian đầu sau khi nhà đài hoãn chiếu, từng có blogger Trung nói rằng nguyên nhân Ninh An Như Mộng chậm trễ lên sóng như vậy, thậm chí còn có khả năng đắp chiếu vô thời hạn là do bị ảnh hưởng bởi scandal của nam phụ Châu Tuấn Vĩ. Ngoài Ninh An Như Mộng, Dự Phượng Hành cũng rơi vào tình cảnh éo le tương tự. Ninh An Như Mộng là dự án trọng điểm do IG đầu tư sản xuất, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Nội dung phim kể về cuộc đời nữ chính Thường Tuyết Ninh, Bạch Lộc cùng những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận, địa vị khác nhau trong triều đình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.